Rồi, xin chào tất cả anh em. Xin giới thiệu đến anh em một bộ đục của anh. Bộ đục này đây, nó có của anh nha, của England. Đấy, anh em thấy không? Có chữ England ha. Đấy, rồi thép của nó là xài thép gió, thép HSF, thép dành cho cơ khí chính xác ở bên ngành cơ khí ha. Đó, của hãng Ground Tool. Đấy, thì bộ đục này có tất cả là 37 cây và biên dạng của nó thì cũng rất là đa dạng nha. Đấy, trên tay mình đang cầm là một cái cây đục dũng nè. Rồi cây đục này á cũng là một cây đục dũng nhưng mà nó mũi nó nhỏ hơn ha, mũi nhỏ hơn nè. Rồi tiếp theo đây cũng là một cây cây đục xéo đó. Cây đục bằng đó, nhưng mà đục dũng mà kiểu giống như là đục bằng. Đấy, anh em thấy không? Đấy, nói chung biên dạng của nó thì rất là đa dạng nha. Thì tình trạng của nó, những cái cây đục như thế này á, thì anh em thấy đa phần là họ chưa xài, cho nên thành thử ra nó còn cái lớp keo bảo vệ an toàn ở trên miệng mũi này. Đó, anh em thấy không? Gỗ của nó làm bằng loại gỗ rất là tốt nha. Anh em cầm trên tay anh em cảm giác như nó nhẹ mà nó chắc, cái gỗ của nó giống như đủ tuổi anh em. Rồi thì hôm nay bộ đục này có tất cả là 37 cây. Hàng này nói chung là nếu mà anh em là đó sưu tầm mình mua về mình sưu tầm ha, còn anh em là xài thì mua xài cũng được. Đó. Thì nếu mà anh em mua dùng á hoặc là xài thì mình nên làm cho nó một cái hộp ha, cái hộp gỗ đó để mình bỏ vô đó. Tại vì bộ đục này thực ra mình kiếm rất là khó nha, mình kiếm rất là khó đó. Thì hàng này là nguyên một bộ đó, là chưa xài, gần như nó chưa xài hết, cho nên thành thử ra là mấy cái mũi đục này của nó rất đẹp đó, mấy mũi đục của nó đẹp ha. Thì cái chiều dài của nó là 17 cm. Đó, thì tất cả mọi cây này gần như là chiều dài nó là 17 cm hết. À, thì ở trên đây thì nó mấy cái hình dạng của nó thì nó nhiều hình dạng lắm. Thì có những cây có thể là nó sẽ bị trùng. Đó, thì tùy anh em ha. Anh em về nhà anh em xếp thành bộ. Đó, xếp thành bộ. Như là đục dũng thì nó có nhiều cây ha, nó từ nhỏ đến lớn nè. Cây này chắc tầm khoảng 2-3 ly. Đó, thì nó có nhiều loại ha. Đục tam giác thì nó cũng có nhiều ly. 2-3 ly cũng có, 1 ly cũng có luôn. Đấy. Thì tùy theo anh em xếp bộ thôi. Đó, thì tổng cái bộ đục này nó là 37 cây. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì vui lòng liên hệ mình. Đó, thì tất cả trên cái đục của nó đều có chữ thông số, đều có những cái thông tin này nha anh em, đều có những thông tin này. Đó, Ground Tool này, England này. Đó. Chữ của nó hình như nó làm bằng cái chữ mà nó in dạng mực đồng ấy nha. Đó, Ground Tool của anh ha. Đó, thép của nó ghi mạc thép là HSF, thép gió tốc độ cao. Cho nên là xài với bộ đục này thì có thể nó sẽ, nói chung là nó sẽ bền bỉ ha. Đó. Rồi thì vài thông tin gửi đến anh em nào có nhu cầu sử dụng thì vui lòng liên hệ số điện thoại có để trên tiêu đề clip. Rồi, cảm ơn tất cả anh em, nếu có cần thêm thông tin gì anh em vui lòng cũng điện thoại thêm cho mình, số điện thoại để trên tiêu đề nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em, xin chào, hẹn gặp lại.